mãnh lực tiên phong. Hi, xin chào các bạn, mình là Thu đây. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Trong lao động, an toàn là yếu tố quan trọng nhằm phòng chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. Ngành công nghiệp khai thác hầm mỏ hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều mối hiểm họa. Mặc dù công nghệ khoa học đã tiến bộ rất nhiều trong việc đảm bảo an toàn khai thác, nhưng bên cạnh đó vẫn chưa giải quyết triệt để được tình trạng cháy nổ phát sinh từ thiết bị khi hoạt động. Đặc biệt môi trường khai thác hầm mỏ, nơi chứa nhiều khí metan, khí ga, chỉ cần vô tình một thiết bị nào đó bị chập cháy thoát ra bên ngoài môi trường có khí gây cháy, sẽ lập tức gây ra một trận nổ lớn, và các bạn cũng biết chuyện gì diễn ra sau đó rồi phải không nào? Ước tính hàng năm có khoảng trên 2,3 triệu người chết liên quan đến thương tích và bệnh nghề nghiệp. Trong đó, khoảng 350.000 người chết do tai nạn lao động và 2 triệu người chết vì bệnh nghề nghiệp. Do đó, để giảm thiểu đến mức tối đa những thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gây ra, mỗi cơ sở sản xuất cần phải thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn lao động. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ review đến các bạn một thiết bị được sử dụng trong môi trường khai thác hầm mỏ. Thiết bị này được tạo ra nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị cho mục đích khai thác tại các hầm mỏ. Động cơ điện phòng nổ được sử dụng trong các ứng dụng ngành khai thác, nó đòi hỏi những yếu tố rất cao về chất lượng cũng như cấu tạo bên trong của nó. Mọi thứ phải đảm bảo rằng ngăn ngừa được sự cố. Cơ cấu phòng nổ chính của động cơ điện phòng nổ được trang bị vỏ gang rất dày và kín. Nó phải đảm bảo được trong quá trình vận hành, nếu như động cơ gặp sự cố chập cháy thì các tia lửa điện không thoát ra ngoài tiếp xúc với khí gây cháy. Và ngược lại, lượng khí gây cháy tồn tại trong môi trường làm việc cũng không thể vào bên trong động cơ phòng nổ. Phần kết nối nguồn điện ra vào của động cơ phòng nổ được chế tạo kiên cố. Các chấu điện được bọc bên ngoài bằng sứ cách điện, tách điện thành hai khoang khác nhau và rất kín. Tại vị trí nguồn điện và động cơ điện phòng nổ phải đảm bảo được các dây điện vào bên trong hộp điện động cơ phải khít, có gioăng cao su ngăn khí vào khoang hộp điện. Đồng thời, khe tản nhiệt của động cơ phòng nổ lớn hơn, nên điều này sẽ giúp cho động cơ hoạt động mát hơn động cơ bình thường. Các bạn có thể nhận diện ra các động cơ phòng nổ so với động cơ thường qua kiểu dáng thiết kế bên ngoài. Phần hộp điện động cơ phòng nổ được thiết kế rất dày và cao so với động cơ thường. Và trên động cơ phòng nổ luôn có những ký hiệu để phân biệt dòng động cơ này, đó là ký hiệu EX hoặc EXDI. Bề lớp vỏ động cơ phòng nổ luôn sử dụng chất liệu gang xám, một loại gang dùng cho công nghiệp, có độ cứng và bền bỉ. Đối với nguyên lý hoạt động của dòng động cơ phòng nổ không khác gì với động cơ thường các bạn nhé. Chúng vẫn có tốc độ vòng quay từ 1.400 vòng trên phút đến 2.900 vòng trên phút. Qua những thông tin Thu vừa đề cập, hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về động cơ phòng nổ được sử dụng trong ngành công nghiệp khai thác. Hiện tại động cơ phòng nổ BVM đang được cung cấp tại Đại Kinh Bắc. Các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này vui lòng liên hệ đến Đại Kinh Bắc theo đường link bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh để cùng Thu tìm hiểu về các thiết bị cho ngành công nghiệp nhé.